Chúng tôi và giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và xin chào giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Xin chào anh Hoàng Bách và xin kính chào quý khán thính giả của Hoàng Bách Channel. Dạ vâng, xin chào giáo sư. Thì thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay cái đề tài mà giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc muốn gửi đến quý vị là thay vì trước đây mình nói dưới đất ngoài, bây giờ giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc nói trên trời. Tức là nói về không gian. Tại sao như vậy? Thì thưa quý khán giả, trước đây chúng tôi thường nói đó, cuộc chiến tranh sắp tới đó, nó không phải là cuộc chiến tranh quy ước, mà nó quy tụ nhiều cuộc chiến tranh khác nhau. Ví dụ chiến tranh về tình báo, chiến tranh về không gian mạng, chiến tranh về không gian, chiến tranh về vệ tinh, vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay giáo sư nghĩa là nghiên cứu rất là công phu để nói về một cái đề tài mà quý vị thấy là tại sao Mỹ thì đã có lâu rồi nhưng mà Trung Cảm đang chạy đua để đi vào các cái quả tinh. Đây là một cái đề tài mà có lẽ quý vị cũng để nghe, để mà biết là tại sao cái yếu tố nào không gian nó đóng một cái vai trò quan trọng. Quý vị biết là trước khi chiến tranh lạnh á, thì Liên bang Xô Viết chạy đua với Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ đó thì Liên bang Xô Viết sau khi tan rã đó trở thành Liên bang Nga rồi đó. Thì người ta có lẽ vì cái vấn đề kinh tế khó khăn rồi nhiều cái yếu tố khác mà họ không chạy đua nữa, mà bây giờ trở thành Trung Cộng là quốc gia chạy đua. Thì xin mời giáo sư có thể cho biết là sơ lược về lịch sử của các cuộc chạy đua này nó như thế nào. Dạ, tôi cảm ơn anh Hoàng Bách. Đây tôi rất là muốn chia sẻ, bởi vì sau khi tôi nghe tin là Trung Quốc đã thành công trong vấn đề lên hỏa tinh, không những như vậy mà họ còn có những con robot, cho nên tôi phải tìm hiểu và coi anh Hoàng Bách tiền tức khác là chúng ta phải phân tích mổ xẻ cái đề tài này. Thì trước nhất khi mà đi vào đề tài đó, thì tôi muốn xin chia sẻ ôn lại những gì mà chúng ta học thời còn bé, tức là cái hệ thống của mặt trời. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là cái hệ thống mặt trời thì chúng ta thấy cái vị trí của trái đất nó nằm ở đây và hỏa tinh nó nằm ở đây, và chúng ta đang chú ý tới hỏa tinh bởi vì đây là cái cuộc chạy đua rất là nóng, và chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị tại sao nó quan trọng. Thì đây là cái vị trí của trái đất xa mặt trời và hỏa tinh là đứng hàng thứ tư. Và tiếp theo đó là chúng tôi muốn chia sẻ cái sự khác biệt giữa trái đất và hỏa tinh. Thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng một cái điều rất là quan trọng là quý vị thấy đó, cái bầu không khí nó giống nhau. Nó có carbon dioxide, nitrogen, argon, oxygen giống nhau. Nhưng mà chỉ rất tiếc carbon dioxide nó quá nhiều. Và cái thời tiết ở trên cái hỏa tinh đó, nó xa mặt trời cho nên nó rất là lạnh. Nhưng cái lạnh này nó không có khó khăn để mà vượt qua. Và chúng ta thấy ở trên hỏa tinh đó, thì một ngày nó chơi quay chung quanh chính mình đó, là một ngày của nó là 24 tiếng và 37 phút. Trong khi đó thì trái đất quay chung quanh mình một ngày dưới 24 tiếng. Và chúng ta thấy là cái đường bán kính của trái đất nó gần như là gấp đôi cái đường bán kính của cái hỏa tinh. Và trở lại như thế này quý vị, cái vấn đề khó khăn ngày hôm nay là gì? Là cái sự sống ở trên hỏa tinh có thể có được hay không? Cái bầu không khí nó có những cái chất giống nhau nhưng mà cái carbon dioxide nó quá nhiều. Nhưng mà đó có một cái tin vui là trước khi chia sẻ cái tin đó thì tôi quên muốn chia sẻ với vị cái vị trí của trái đất và hỏa tinh. Cái lúc mà trái đất xoay chung quanh mặt trời, cái lúc mà nó xa nhất á là khi mà cái trái đất nằm phía này và hỏa tinh nằm phía này, thì cái sự cách xa này nó có thể lên tới 400 triệu cây số, tức là 250 triệu mao. Và khi mà nó vận chuyển như vậy, nó quay trên cái quỹ đạo như vậy, khi nó gần nhất á là khi mà hai bên đứng sát nhau như thế này thì nó là 55 triệu cây số. Hiện nay nó cách nhau khoảng 200 triệu cây số. Đó là cái khoảng cách
từ trái đất cho tới hỏa tinh, nó có thể cách gần nhất là 55 triệu cây số và xa nhất là 400 triệu cây số. Cho nên khi mà người ta phóng phi thuyền lên đó, người ta phải xác định cái vị trí để cho cái thời gian nó ít đi. Và trung bình đó, thì khi phóng đi nhiều mất từ 6 đến 7 tháng cho một cái chuyến đi. À. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ rất là quan trọng đó là gì quý vị ngày hôm nay đó, là Elon Musk cho mọi người cái niềm tin là chúng ta có thể biến đổi hỏa tinh thành trái đất, tức là từ một cái vùng mà chúng ta thấy nó đỏ, bầu khí quyển nó đỏ như vậy, nhưng mà với những cái khả năng về những cái phương tiện và những cái technology mà sẽ xảy ra đó, thì sẽ dần biến cái hỏa tinh nó sẽ trở thành giống như là trái đất, tức là có cái sự sống của con người. Bởi vì những cái trên cái bầu khí quyển đó, những cái chất nó đều có cả, chỉ có là carbon dioxide quá nhiều, cho nên nó không có sự sống, nhưng mà nó có những cái yếu tố rất là tương tự với trái đất. Đó là cái niềm hy vọng. Cho nên Elon Musk mới thiết lập ra cái công ty mà chúng ta thường hay nghe đó là SpaceX, ngoài Bắc, để mà đưa người lên hỏa tinh trong cái tương lai. Thành ra, và nhiều người tin Elon Musk nhiều khi anh ta nói những cái chuyện rất là bậy bạ như là COVID-19, nhưng mà cái điều này làm nhiều người rất là tin anh ta. Bây giờ đó tôi muốn nói về cái lịch sử mà nó rất là quan trọng để chúng ta nắm vững, để chúng ta hiểu rõ về cái cuộc chiến xảy ra, cạnh tranh trên cái vấn đề chiếm cái hỏa tinh hay là trên cái không gian. Thì chúng ta trở lại cái lịch sử đó, thì chúng ta thấy đó, mỗi lần mà Hoa Kỳ hay là Nga hay là Trung Quốc đó mà phóng phi thuyền lên, thì họ có những cái phi thuyền hay là chúng ta gọi là cái sứ mệnh, thì có 8 cái sứ mệnh hay là 8 cái loại phi thuyền để mà bay lên trên không gian để mà nghiên cứu hỏa tinh hay là mặt trăng hay là bất cứ một hành tinh nào. Thì nó có những cái tên khác nhau, nhưng trong cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 cái phi thuyền hay là 4 cái sứ mệnh. Thứ nhất là flyby, thứ nhì là orbiter, thứ ba đó là lander và rover. Đây là 4 cái loại phi thuyền mà chúng ta quan tâm đến ngày hôm nay. Thì cái loại thứ nhất đó mà tôi muốn nói đến nó gọi là flyby. Fly là bay, chứ mà bay không phải là bay, nhưng mà bay là đi qua, tức là flyby tức là bay tới. Đây là những chiếc phi thuyền mà nó chỉ bay để bay tới thôi, nó không đi vào trong quỹ đạo, nó bay tới nó chụp hình, nó nghiên cứu, bay ở ngoài quỹ đạo của cái hỏa tinh hay là của mặt trăng, chụp hình, nghiên cứu và ghi lại những cái hình ảnh, những cái dữ liệu, nhưng mà không có đi vào sâu hơn nữa. Thì gọi là flyby, tức là đây là cái bước đầu tiên. Trước khi nghiên cứu một cái hành tinh nào đó thì phải bay qua nó trước rồi đã. Đây là cái bước đầu tiên. Thành công cái bước này á, thì chúng ta sẽ bước qua cái bước thứ hai mà gọi là orbiter, tức là bay vào trong quỹ đạo, bây giờ bay sâu hơn nữa. Sau khi cái flyby á, cái chuyến mà những cái phi vụ mà flyby nó bay qua đó, thì họ chụp được những cái địa điểm nào mà những nhà khoa học nhau thấy, ồ, cái chỗ này nó quan trọng, chỗ này nó có nước, hay là có núi, có đồi, hay là có những cái thung lũng, hay là ngay những cái núi lửa, thì cái flyby nó đưa những cái hình ảnh nó về, thì họ sẽ thực hiện cái chuyến thứ hai, tức là bây giờ bay sâu vô, nghiên cứu cái vùng mình cũng nghiên cứu, chụp hình, bắt đầu và nghiên cứu và tìm hiểu sâu đậm hơn, thì nó gọi là orbiter, tức là bay quanh quỹ đạo. Đây là cái bước thứ hai để đạt được cái vấn đề nghiên cứu. Và qua tới cái bước thứ ba nữa đó. Tôi quên nói cho quý vị thấy đó là trong cái flyby này, cái chuyến bay đầu tiên đó, là chiếc Mariner 4 thành công ở Mỹ vào năm 1964, là họ bắt đầu bay qua chung quanh, bay qua được cái hỏa tinh. Và cái chuyến thứ hai đó mà để mà bay chung quanh quỹ đạo đó, là chiếc Mariner 9 cũng của Mỹ vào năm 1971, thành công lần đầu tiên bay vào trong quỹ đạo mà không bị mất liên lạc, đó là chiếc Mariner 9. Và cái loại phi thuyền thứ ba đó quý vị, nó gọi là rover. Rover tiếng Anh nó nghĩa là đi lang thang. Tức là chiếc này á, sẽ nó khi mà đáp xuống rồi nó sẽ đi vòng vòng, chụp hình, lấy những cái đất ở dưới
không phải là lấy đất, những chiếc này nó chưa có lấy đất được, những chiếc này chỉ có những cái dụng cụ để xem xét thử dưới đất này nó có cái gì. Đó. Thì cái chiếc đầu tiên mà có khả năng di động đi vòng vòng ở trên hỏa tinh đó là nó gọi là chiếc Sojourner, đầu tiên năm 1997, thì là chiếc đầu tiên. Quý vị thấy chiếc này nó nhỏ xíu như nó như cái đồ chơi vậy đó. Đó là chiếc thứ ba. Và tôi quên nói một cái chiếc nữa, đó là chiếc lander, tức là đổ bộ, tức là anh bay qua, xong rồi anh bay ngoài quỹ đạo nhưng mà anh phải đổ bộ, thì là cái chiếc đổ bộ, tức là hay hạ cánh. Cái chiếc đầu tiên mà hạ cánh ở hỏa tinh là chiếc Viking 1 của Mỹ vào năm 1976. 1976 chiếc Viking hạ cánh. Thì sau đó năm 1997 thì mới có một cái chiếc, một con robot hay là một cái chiếc phi thuyền mà nó đi vòng vòng để mà chụp hình. Chiếc phi thuyền này nhìn thấy giống đồ chơi hoa hả Bách? Nó giống như đồ chơi vậy, quý vị thấy nhím nhẹ hiểu à, và nó chiều ngang chiều dài gì nó không dưới, nó bằng có nửa thước à. Cho nên á, so với cái bây giờ đó, quý vị biết đây là 1997 nha, nhưng mà bây giờ cái chiếc rover này nó rất là quan trọng nha anh Hoàng Bách. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi vòng vòng, nó chụp hình, nó kiểm tra đất đai rồi những cái khu vực chung quanh, chứ nó không có đứng tại chỗ như là cái chiếc lander. Cái chiếc lander đó tức là đổ bộ xuống thôi, đứng im thôi, không hoạt động gì cả. Chỉ có cái chiếc mà đi lang thang này nó mới chụp hình. Chiếc này nó rất là quan trọng. Năm 1997 nó như một cái đồ chơi đó, nó chỉ có đi chụp hình vòng vòng thôi, mà nó không đi quá được 20 thước, nó đi vòng vòng thôi. Nhưng mà rồi đó, quý vị thấy đó, bây giờ nó cải thiện. Cái chiếc nãy đó, chiếc Sojourner này là chiếc hồi nãy mà tôi chỉ quý vị đó, nó nhỏ xíu à. Bây giờ đó, năm 2012 quý vị thấy không, cái chiếc nó bụi khổng lồ. Cái chiếc mà đi bây giờ đi vòng vòng để mà chụp hình đó, nó không những như vậy đó, mà nó còn đào đất, nó còn làm rất là nhiều chuyện, nó khổng lồ. Để quý vị thấy cái chiếc đó, mới đây nhất đó, là cái chiếc Perseverance, nhưng mà tôi chưa nói tới chiếc đó. Chiếc này á là nó nặng tới gọi là 900 kg, trong khi cái chiếc mà đầu tiên á có 10 kg. Thì anh thấy không, nội trong vòng một thời gian là bao lâu, từ 2012 tới 1996 là một sự thay đổi lớn của NASA về những cái phát minh mới. Vậy đây là chiếc Spirit. Chiếc này là 2003. Anh Hoàng Bách phải chú ý tới cái chiếc này nha. Chiếc Spirit 2003 này, quý vị thấy đây là những cái đời nơi mà nó lấy điện, những cái panel để mà điện nó vô, để mà nó điều khiển được, để mà nó có thể tồn tại được. Thì cái chiếc này đó là 2003 cho đến 2012, thì anh thấy không, nó bự kinh khủng không? Và cái bánh xe nó cũng bự, cái gì nó cũng bự lên hết á. Đây là những cái điểm quan trọng. Vậy thành ra càng ngày chúng ta thấy nó càng phát triển lên. Bây giờ chúng ta nói về cái lịch sử của cái vụ lên hỏa tinh. Trước giờ đó, bây giờ cái này nó hơi cũ chút. Bây giờ Trung Quốc đã lên được rồi, nên là chúng ta phải nói là 50 cái phi vụ để lên hỏa tinh. Trong đó có 9 quốc gia: Anh, Liên bang Xô Viết, Nga, Châu Âu, Tàu, Nhật, Anh, Ấn Độ và ngay cả Ả Rập. Đây là những cái quốc gia đã lên, đã cố gắng lên hỏa tinh, có những quốc gia thành công và đa số là thất bại. Bây giờ tôi xin phép quý vị đi vào trong cái quá trình, cái sự thay đổi. Chúng ta thấy đầu tiên là Nga. Flyby như nãy tôi nói quý vị đó, tức là bây giờ đi ngang qua thôi, chụp hình thôi, thất công, thất bại. Năm 1960, cái chiếc 1M51 bay không có ra khỏi được cái quỹ đạo của trái đất thì đã bị lọt xuống. Đó, năm 1990 thắng, họ thử lại lần nữa thì cũng thất bại. Họ tiếp tục thử như vậy. Quý vị thấy họ thử suốt những năm như vậy. Và Mỹ thử đầu tiên vào năm 1964 cũng thất bại luôn. Nhưng mà rồi á, 2 tuần sau thì thành công. Đó, cái chiếc Mariner 4, như tôi vừa nói đó, là cái chiếc phi thuyền đầu tiên mà bay ngang qua được cái hỏa tinh, và họ đã thành công. Thì sau đó đó, thì tiếp tục trong cái thời gian này á, thì chúng ta thấy đó là Marine 4 xong rồi Marine 7 lên cũng thành công. Thì quý vị thấy đó,
Rồi thì trong khi đó đó thì Nga vẫn tiếp tục thất bại. À, Nga đi qua một chút xíu thôi, nhưng mà chỉ đi được có vài giây thôi là bắt đầu bị coi như là té xuống. Cho nên gọi là successful, nhưng mà thật sự á, là xin lỗi, tôi xin lỗi nha, chiếc này nó cũng lên, cũng đi được, cũng đi bay ngang qua được. À, đây là lúc này là không phải là bay ngang nữa, mà lúc này là bay chung quanh quỹ đạo. Thì Hoa Kỳ á, lúc đầu là bị thất bại, sau đó thì Nga nó thành công, như anh Hoàng Bách, Nga nó thành công bay chung quanh cái quỹ đạo của hành tinh, nó thành công. Nhưng mà quý vị biết sao, cái sự thành công của nó đó là sau Mỹ. Mặc dù chúng ta nhìn cái đồ thị này chúng ta không thấy Mỹ ở đâu cả, nhưng mà như quý vị nhìn vào cái đồ thị sau này dưới này á, thì quý vị sẽ thấy đó là thật sự đó, Mỹ đó là chiếc đầu tiên mà bay quanh cái quỹ đạo. Họ đến, họ đi sau, họ khởi hành sau, nhưng họ đến trước. À, cái chiếc của Nga đó là chiếc Motu á, nó đi vào ngày 19 tây tháng 5. Hoa Kỳ á thì đi vào ngày 30 tháng 5, nhưng mà đến trước. Anh Hoàng Bách hiểu ý mình không? Nhưng đi sau mà đến trước, bởi vì canh được cái ngày giờ, à, để mà cái khoảng cách nó gần bay tới trước. Thành ra đó, lúc này á, trong cái năm nay 1971, thì cả hai nước đều thành công trong cái vấn đề đi chung quanh cái quỹ đạo của hành tinh, nhưng mà Hoa Kỳ đến trước 13 ngày. À, thì sau đó bây giờ chúng ta đã flyby đã thành công, bay qua cũng thành công. Bây giờ hai nước đều thành công trong cái vấn đề đi quanh quỹ đạo. Nhưng mà bây giờ đáp xuống, lander tức là đổ bộ. Nãy tôi cứ nói với quý vị, lander tức là đổ bộ. Thì đổ bộ như thế nào? Mỹ là chiếc Viking đầu tiên đổ bộ. Quý vị thấy không? Xô Viết đổ bộ thất bại năm 1973. Năm 1975 là Mỹ là chiếc đầu tiên đổ bộ được xuống tới hỏa tinh. Và tiếp tục đó, sau đó thì họ đổ bộ nữa. Họ đi, họ đổ bộ và họ bay chung quanh. Rồi đó, thì chúng ta thấy trong thời gian này đó, thì coi như là Xô Viết bắt đầu thất bại. Phobos rover, đó là họ muốn đi tới cái mặt trăng của hỏa tinh, cũng bị thất bại. Còn cái orbiter này đó là đi lên, đi bay chút đó là bị mất, mà không có gọi là thành công trong cái chuyến bay. Thành ra chúng ta thấy bao nhiêu cái sự thất bại. Rồi bây giờ đó, chúng ta đi tiếp tới cái hành trình kế tiếp đó, là chúng ta thấy bây giờ đó là sau khi bay qua quỹ đạo đáp xuống, bây giờ là robot đi ra. À, rover, nhớ là cái con robot đi lang thang á, thì Mỹ cũng đầu tiên có cái con robot đi đi vòng vòng chung quanh, con robot nhỏ xíu mà tôi nói lúc đầu á, là lúc đầu nó nhỏ xíu vậy đó. À, năm 1996 thì cái con Sojourner này á nó bắt đầu khởi sự. Đó là cái thành công đầu tiên, và chúng ta thấy lúc đó là Mỹ bắt đầu cũng có những cái sự thất bại. Rồi đó thì chúng ta thấy đó là sau này, khối Âu Châu họ cũng đi lên được, họ cũng đi chung quanh được, nhưng họ chưa có lander và chưa có rover, tức là không có hạ cánh được và cũng không có lang thang được, không có đi vòng vòng được, mà họ chỉ có đi trong cái quỹ đạo mà thôi. À, thì tiếp tục nữa đó, thì chúng ta thấy đó là chúng ta thấy hầu như là Nga Xô bây giờ biến mất hết rồi, anh theo anh Hồ Bách đó. Chỉ có một cái chiếc này á mà cũng thất bại luôn, mà cuối cùng thì sao, và tàu cũng có, cũng đã đi vào năm 2011, cũng bắt đầu và đi bay quỹ đạo cũng bị thất bại. Trong khi đó đó thì Mỹ, anh thấy không, đó chiếc Curiosity này đó là thành công, không những thành công mà còn đưa con robot xuống. À, cái con Curiosity là cái con mà tôi nói nãy, nó giống như cái con này nè, đây đó, đưa nguyên cái con robot này xuống để mà đi thám hiểm, đi bộ chụp hình rồi vân vân đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, là càng ngày đó thì chúng ta thấy Mỹ càng phát triển, là tức là cái Curiosity này, rover đó là quan trọng nhất. Rover là phải đi xuống để mà tìm hiểu, quan sát, chụp hình và đào đất.
Thì quý vị thấy á, cuối cùng là gì? Bây giờ đây là cái điểm thời điểm cuối cùng này. Ấn Độ cũng đã lên và cũng đã đi bay chung quanh thành công và đang bay chung quanh operational, tức là đang hoạt động à, thì đã hoạt động thành công. Trong khi đó đó thì chúng ta thấy đó, Mỹ đó thì đi nhiều hơn. Lúc này bắt đầu Mỹ bắt đầu bay, quý vị thấy bay rất là nhiều à, rồi thì cuối cùng là gì? Là tàu đã làm một cái bước tiến vĩ đại trong vấn đề hàng không của họ, là cái chiếc Zurong, là rover luôn đó, chiếc mà bắt đầu đi lang thang đó, vòng vòng ở đây chụp hình đó, thành công. Thấy không? Thành ra họ vừa bay chung quanh quỹ đạo, vừa đổ bộ được, mà cũng vừa có robot để đi vòng vòng. Và họ đang hoạt động nha. Thì vậy nên họ xảy ra hồi tuần rồi thôi. Đó, thành ra đó, cái chiếc này nó làm được ba công chuyện cùng một lúc. Thì chúng ta thấy rõ ràng là một bước tiến vĩ đại đó, anh Hoàng Bách. Nó làm một lúc ba đợt. Trong khi đó đó thì Mỹ cũng đến trước nha, mặc dù rằng lúc nào Mỹ cũng đến đi sau mà đến trước. Tàu á, bắt đầu á, đi từ ngày 23 đến tháng 7, nhưng mà đó đến vào ngày 14 đến tháng 5. Mỹ đi sau là ngày 30 tháng 7 mới đi, một tuần sau Mỹ mới đi, nhưng mà đến trước à, tháng 2 đã đến rồi, trong khi tàu đi trước mà tháng 5 mới tới. Thì anh thấy Mỹ đi rất nhanh, anh thấy không? Anh, chúng ta phải chú ý cái điểm này là đó, tàu đi tháng 5, tháng 7 năm 2020, mãi đến tháng 5 2021 mới đến. Mỹ đi hồi tháng 7 2020, nhưng mà đến tháng 2 đã đến rồi, đến trước 3 tháng. À, và Mỹ có một cái con, không phải là rover, mà cũng không phải là lander, mà có một cái con máy bay trực thăng. Anh Hoàng Bách, đó, chúng ta nhìn vào như vậy thì chúng ta sẽ thấy đó là cái lịch sử. Tóm lại trong cái lịch sử này nó nói gì? Nga đã cố gắng rất là nhiều và đã coi như là thất bại à, và những cái năm sau này thì chúng ta thấy đâu có còn thấy Nga nữa. Họ chỉ có hợp tác với lại khối Âu Châu một lần một thôi, rồi từ đó không nghe tới nữa. Thì điều này nó nói rõ ràng là gì? Chúng ta đang chạy đua với ai? Với Trung Cộng, đúng không anh Hồng Bách? Xin mời anh. Vâng, bây giờ thì giáo sư vừa trình bày một cái tổng quát, thì bây giờ mình thử so sánh, và mình so sánh rồi, bây giờ nói về lịch sử rồi, bây giờ mình nói qua thứ so sánh giữa Mỹ và Trung Cộng tìm cách chạy đua vào sâu quả, nó ai thắng thế và như thế nào, thì mời giáo sư. À, cảm ơn anh Hoàng Bách. Thì tôi muốn chia sẻ cái vấn đề là bây giờ chúng ta thấy tàu nó, khi mà tôi nghe tin đó anh Hoàng Bách, ai cũng giật mình đúng không? Đúng rồi. Bây giờ sao nó giỏi quá vậy? Nó giỏi thật, mà phải công nhận là giỏi. Chúng ta không thể từ chối nó rằng ô tàu nó nghèo, nó đói, nó nghèo, nó đói là dân nó thôi. Chứ còn chính phủ nó có ngân sách, có tiền để làm những việc đó. Thì bây giờ, nhưng mà chúng ta phải so sánh trên cái sự công bằng à, để có thử có hiện giờ nước nào đang dẫn đầu và trong tương lai nó sẽ như thế nào. Thì thứ nhất á, tôi muốn trở lại để mà chia sẻ với vị cái màn ảnh này. Thì quý vị sẽ thấy thứ nhất á, là khi mà chúng ta muốn so sánh bên nào hơn bên nào á, thì chúng ta phải để ý thứ nhất là cái nơi hạ cánh. Cái nơi hạ cánh của cái chiếc Zero á, nó còn có cái tên Việt Nam là thần lửa nha anh Hoàng Bách. Đây là thần lửa, nó dễ hiểu hơn. Nó gọi là God, Fire God á, thần lửa. Trong khi cái chiếc của chúng ta á, là Perseverance, tiếng Anh nó nghĩa là kiên trì. Chiếc của Trung Quốc á, là chiếc Zero. Zeron á, là chiếc thần lửa này nó đáp xuống ở một cái khu vực nó gọi là Utopia Lanitia. Lanitia tức là đồng bằng, bằng phẳng. Nó đáp bằng một cái nơi bằng phẳng. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì đáp xuống hỏa tinh là một vấn đề rất là khó khăn. Chỉ có hai nước có thể đáp xuống hỏa tinh từ trước giờ đó là Mỹ và tàu. Có hai nước này thôi. Và đáp xuống không phải là dễ, bởi vì hỏa tinh nó có những núi lửa, những cái đồi núi, những cái vùng đó là đáp xuống lạng quạng á là không thành công, là bể máy hết. Và cái bầu khí quyển của nó rất là mỏng, cho nên thả dù xuống nó cũng nguy hiểm, nó không có phải bay lơ lửng được một cách cố định được như là ở trên trái đất. Cho nên á, tàu họ phải lựa một chỗ gọi là dễ đáp, không có thung lũng, không có đồi núi,
không có những cái gồ ghềnh, cho nên họ lựa cái vùng này. Và cái vùng này đó là Mỹ đã đáp rồi, em Hoàng Bách. Đáp từ năm 1976 lận. Chiếc Viking 2 nó đã đáp rồi. Thành ra chúng ta thấy từ 1976 đến nay là bao nhiêu năm? Là 45 năm. À, 45 năm nay rồi thì tàu nó mới đáp lại cái vùng mà Mỹ đã đáp 45 năm về trước. Đó. Trong khi cái chiếc kiên trì của Mỹ đó, à, trong khi cái đây là cái vùng đất mà tôi xin lỗi nha, không sao, cứ tham thả nha. Tôi đang chờ cái à, đây là cái vùng mà Hoa Kỳ đáp. À, Mỹ, Hoa Kỳ đáp xuống một cái vùng gọi là núi lửa. À. Tàu đáp ở vùng này, anh thấy không? Bằng à. Phẳng. Hoa Kỳ đáp ở vùng núi lửa. Mà tại sao đáp ở đây? Bởi vì đây người ta nghĩ rằng nó có nước. Trước đây nó có nước. Cái vùng này đồi núi mênh mông. À, có sông. Trước đây, tỷ năm về trước nó có sông. À, và nó có những cái thung lũng. Và nó có những cái đồi núi. Cho nên cái vùng này rất là khó đáp. Thật ra chúng ta thấy năm nay á, hai nước đều lên cả, nhưng mà hai chỗ đáp nó khác nhau, một chỗ rất là thử thách và khó khăn. Nếu mà chúng ta nhìn vào á, thì chúng ta thấy đó, đây là cái hình ảnh của cái nơi mà cái chiếc kiên trì của Mỹ đáp xuống, đó là nó gồ ghề, nó gần gồ bà. Trước đây nó có nước, cái chiếc kiên trì nó sẽ đáp ở ngay đây nè anh Hoàng Bách, ngay cái khu vực này, để gì, để nghiên cứu coi có thể thực hiện lại cái con sông này được hay không. À, thành ra cái chỗ đáp nó rất là quan trọng. Cái chỗ đáp của Trung Quốc nó xảy ra năm 1976, Mỹ đã đáp rồi. À, thứ hai nữa đó là tôi muốn so sánh về cái cách đáp. Tại vì á, cái cách đáp ở không phải là cách đáp máy bay trên cái phi trường rồi mình chạy xuống đó mình đi xuống, mà cái cách đáp đó, nó rất là quan trọng. À, thì cái cách đáp của cái chiếc Zhurong đó, tức là thần lửa đó, nó vẫn cổ kia xưa lắm bên Hoàng Bắc. Đáp bằng dù mà quý vị biết đó, đây là một cái khó khăn, đáp bằng cái dù, thảy dù xuống để mà cho nó hạ cánh. Thành ra họ phải lựa đồng bằng là như vậy đó Hoàng Bách. Chứ họ lựa cái vùng gồ ghề là đâu được, cho nên họ đáp bằng dù. Cái phương cách này nó rất là xưa, là cổ lỗ sĩ rồi. Và phương cách này anh không thể chở đồ được, đồ nặng, bởi vì đồ nặng nó bể. Đó cũng như anh thảy xuống. À, nhưng mà đó, trong khi đó đó, cái chiếc của Mỹ đó, cái chiếc kiên trì này nó đáp một cách tinh vi lắm anh Hoàng Bách. Nó bay tới gần tới nơi rồi gì? Anh thấy không? Nó thả dây xuống. Nó gọi là sky rain, tức là thả dây xuống. Cái máy bay này nó bay gần tới mặt đất, nó thả dây xuống. Anh thấy không? Nó, chứ, tức là đại khái nó để xuống. Nó không quăng xuống. Nó không có thấy à, mà nó để xuống. Nó để xuống. À, anh thấy không? Nó để xuống. Đó, nó để xuống. Thấy không? Đó, thả dây xuống. Nó gọi là sky crane, tức là nó hạ cái dây xuống, đáp nhẹ nhẹ xuống. Thành ra đáp ở đâu cũng được hết. À, anh thấy hai cái phương pháp. Xong đáp xong rồi nó bứt dây nó đi. Anh thấy không? Đáp xong rồi nó hạ sóng an toàn rồi đó. Và khi cái đáp như vậy, nó dù có đồi núi, có nghiêng, có méo gì đó, nó có cái máy radar, nó dò chỗ nào mà bằng phẳng đó, thì nó sẽ xả xuống. Thành ra cái phương cách đáp nó cũng đã khác nhau. Đã, cái nơi đáp khác nhau, cái phương cách đáp cũng khác nhau. Cho nên cuối cùng là chúng ta thấy toàn bộ, đây là cái chiếc kiên trì đây Hoàng Bách, đây là cái chiếc mà đi lang thang đó, đi vòng vòng chụp hình đó, đó là nó đó. À, bây giờ đó tôi muốn làm một cái sự so sánh cho anh Hoàng Bách và quý khán thính giả thấy giữa cái chiếc đi lang thang, chiếc rover của Mỹ và chiếc rover của tàu nó như thế nào. Cái này quan trọng lắm nha anh Hoàng Bách, tức là bây giờ chúng ta so sánh đến, chúng ta so sánh cái nơi đáp, cái phương cách đáp, thì chúng ta so sánh đến cái dụng cụ. Cái dụng cụ để mà truy tìm những cái đất đai, những cái tài, những cái khoáng sản gì đó, thì quý vị nhìn đi thì quý vị sẽ thấy cái điều mà tôi muốn nói như thế này.
Anh Hoàng Bách, đây là cái chiếc lang thang, chiếc rover đó của Jurong. Anh nhìn thấy đây là cái chiếc Spirit chứ không phải là chiếc Kiên Trì nha. 2003, đây là cái chiếc mà rover của Mỹ 2003. Bây giờ anh nhìn cái chiếc Jurong của tàu 2021, anh thấy sao? Cái này tôi không ngừng cười được anh Hoàng Bách. Xin lỗi nha, xin lỗi quý khán giả. Anh nhìn thấy sao anh Hoàng Bách? Anh hỏi thiệt, anh nhìn thấy sao? Anh thấy nó có giống nhau không? Không giống nhau, không giống nhau. Giống như anh nhìn kỹ coi. Cái này là chiếc 2003. Anh thấy nó có những cái panel. Nó có những trang nha, anh nhìn đi, nhìn kỹ đi. Cái chiếc này là 2003. Nên là 18 năm về trước. Cái chiếc này là của tàu. Năm nay anh thấy nó cũng có những cái panel, tại vì cái hình chụp anh thấy nó khác nhau thôi. Nhưng mà nhìn lại đi, camera bên đây, thấy không? Đó, rồi bên đây những cái panel, này là 2003. Những cái kỹ thuật của 18 năm về trước đó anh Hoàng Bách. Tàu nó chứa y chang vậy đó. Anh thấy không? Nó không giống nhau nhìn qua, nhưng mà anh nhìn kỹ nó giống y chang. Mà cái kỹ thuật này nó xưa rồi. Xin lỗi. Ok, xin lỗi quý khán giả. Anh thấy không, tôi nhìn như thế này mà tôi thấy tôi buồn cười. Ăn cắp trí tuệ à? Anh thấy không, họ làm giống y chang vậy. Nhưng mà cái vấn đề đây là gì? Cái technology này nó đã 18 năm rồi trước. Đó, bây giờ tôi mới cho quý vị thấy hai cái so sánh. Đây là chiếc mới nè anh Hoàng Bách. Cái chiếc kia đó mà nãy mình đưa, bây giờ chiếc này nó có giống chiếc này chỗ nào không? Cái này anh nhìn là anh thấy nó khác mà. Xin lỗi, tôi không ngừng cười được là bởi vì á, cái chiếc của Mỹ bây giờ đó, anh thấy nó cương cố không? Nó bự hơn, nó to hơn, và nó khác với cái chiếc 2003. 2003 là chiếc Spirit, nó giống như thế này, nó giống y chang như chiếc của tàu ngày hôm nay. Hai chiếc nó giống y chang nha, nhìn kỹ nó giống vậy đó. Chỉ có cái hình chụp cái màu nó khác nhau thôi, chứ còn thật sự đó, cái riêng bị nó giống nhau hết. Trong khi đó cái chiếc của Mỹ ngày hôm nay á, nó là như vậy. Cái chiếc mà mới đáp lên gần đây nhất á, chung một lúc với là chiếc Jurong á, anh nhìn kỹ đi, nó nặng hơn. Nặng là quan trọng lắm, bởi vì nặng quá là quả nó xuống nó bể anh Hoàng Bách. Cho nên lúc đầu anh thấy cái chiếc của đầu tiên của Mỹ nó có 23 pound, giờ chiếc này nó 2000 pound luôn. Trong khi chiều dài chiều cao thì nó cũng bự hơn cái chiếc Jurong, bởi vì cái chiếc Jurong này á, nó là cái hình dạng của chiếc Spirit 2013. Tôi phải đưa lại cái hình ảnh này. Đây là cái chiếc của 2003 của Mỹ. Thành ra bây giờ 2021 á, là cái chiếc của Mỹ nó bự, nó to, và nó anh để nó không có những cái solar panel như là hứng ra đây rồi mưa gió nó rớt xuống là mệt lắm, nó giấu hết anh thấy không? Nó là một cái công trình, một cái sự thay đổi rất là lớn từ 2003 tới 2021, này là 18 năm trời rồi. Đó. Bây giờ đó, tôi muốn nói về cái điểm rất là quan trọng, sự khác biệt rất là quan trọng giữa chiếc Kiên Trì và cái chiếc Thần Lửa là như thế này anh Hoàng Bách. Là cái chiếc Thần Lửa, xin lỗi, cái chiếc Kiên Trì của Mỹ nó có một cái con robot, nó khòe cái tay ra, nó đào đất. Nó đào đất, nó lấy đất, nó đào đất, anh thấy không, nó đào đất. Nó đào đất xuống, nó đào sâu xuống dưới lòng đất, nó lấy đất. Rồi trong khi đó anh thấy cái chiếc của tàu lâu đâu có đào đất được đâu anh Hồng Bách, không có đào đất được. Không có đào, anh nó chỉ chụp hình thôi chứ không có đào đất được. Trong khi đó cái chiếc bây giờ của Mỹ đó đào đất xong rồi đó, cái quan trọng nhất là gì anh Hoàng Bách? Như tôi vừa nói hồi nãy đó, có cái con có chiếc máy bay này đầu tiên trong lịch sử có chiếc máy bay. Chiếc máy bay này nó sẽ bay vòng vòng đây. Chiếc máy bay này đó nó giống vậy nè, nó gọi là Ingenuity, chiếc máy bay trực thăng. Nó xuống, nó cho chiếc máy bay trực thăng xuống, và chiếc máy bay trực thăng này đó nó sẽ bay. Cái này là một cái video nha, nhưng mà tôi có video ở đây cho nên quý vị thấy nó bay không? Nó bay đi chứ nó không có đến gần. Tức là hồi xưa mình đi bộ, bây giờ mình bay luôn. Anh thấy sự khác biệt không? Chiếc Jurong đâu có bay được.
Nhưng mà cái đạo đức nó quan trọng. Đạo đức rồi đó thì quý vị biết là cái chiếc kiên trì của Mỹ á, khi mà đào đất rồi nó bỏ vô trong cái thuốc như vậy này, à, nó bỏ trong một cái ống, xong rồi đó nó đưa vô, nó cất giữ, nó đem vô trong cái phi thuyền mẹ đó, tức là cái lander đó, cất giữ ở trong đó chờ ngày để mà cái phi hành đoàn kế tiếp tới lấy. Anh bác, chỗ này rất là quan trọng nha. Ngày hôm nay á, chúng ta đến được hỏa tinh, lấy đất được, đào đất lực, nhưng mà chưa đem về được. Anh Hoàng Bách hiểu ý mình nói không? Chưa có đem về được. Cái chương trình này nó nằm trong tương lai. Thì bây giờ NASA đó đã hợp tác với lại, đây là một cái cố ý nha anh Hoàng Bách, tôi sẽ nói, hợp tác với lại cái chương trình không gian của bên Âu Châu đó, để mà tìm cách đem những cái mẫu đất đó về. Bây giờ chưa có được. Vì anh chỉ đi tới thôi, mà anh chưa đi lui được. Bây giờ họ sẽ tìm cách để mà đi về. Họ có những cái chương trình để đem về. Và có thể nó sẽ được hoàn thiện vào năm 2000. Đúng ra nó hoàn thiện vào năm 2024. Nhưng mà những cái mẫu đất đó bây giờ chưa có đem về được. Đó là cái điều quan trọng. Thành ra đó là NASA sẽ hợp tác với lại cái cơ quan không gian ở bên Âu Châu để đem cái mẫu đất về trái đất. Cái chương trình này nó gọi là MSR, tức là Mars Sample Return. M là Mars, S là Sample, R là Return, tức là đem những cái mẫu về trái đất. Thì nếu mà anh đem được như vậy, đem được nó về, thì có nghĩa là sao? Thì anh mới bắt đầu có đem người lên hỏa tinh được. Đó là điều Mỹ muốn làm. Anh không có đem trở lại được thì làm sao anh gửi người được? Anh đồng ý không? Hoàng Bách, anh lên cung trăng à, được, nhưng mà anh không trở về được thì anh đâu có đem người lên được, thì làm sao mà chúng ta có cái phi thuyền Apollo lên được? Apollo lên phải gửi người trở lại, thì bây giờ chúng ta lên cái lên hỏa tinh được nhưng mà chưa có trở về được. Thì cái chương trình này khi mà nó thành công rồi đó thì nó có nghĩa là đem người trở lại được. Thì cái chương trình này đó nó rất là quan trọng và nó được thực hiện với thời ông Obama đến bây giờ. Bây giờ tôi chấm dứt ở đây để anh Hoàng Bách cho ý kiến nha anh Hoàng Bách. Đây là những cái vấn đề không gian mà nó có tính cách là chuyên môn, cho nên nếu mà ý kiến thì mình không biết, nhưng mà câu hỏi là tại sao cái đất ở trên đó đào lên được mà không lấy về được, bởi có khi con người chưa về được phải không? Đúng. Anh không về được, anh không phi thuyền trở về, anh chỉ có đi thôi. Tất cả những cái phi thuyền á, những cái dụng cụ đều nằm lại trên đó hết anh Hoàng Bách. Có những cái nào mà lên bay rồi đó mà không hoạt động á thì coi như hủy diệt luôn, không có trở về được. Không phải như là lên cung trăng, anh lên cung trăng anh trở về được. Vậy thì bây giờ giáo sư có thể cho biết là cái chính sách của Mỹ nó như thế nào, và đặc biệt là cái chính sách của Tổng thống Joe Biden. Vâng, thưa anh Hoàng Bách, trước khi mà chúng ta nói đề tài đó thì chúng ta phải nói đến cái sự quan trọng của tại sao mà chúng ta phải khám phá hỏa tinh. Chứ bởi vì chúng ta thấy rõ ràng nó không có sức sống, đúng không anh Bách? Nhưng chúng ta, cái lý do mà chúng ta cần phải lên hỏa tinh đó là bởi vì hỏa tinh đó, nó có những cái điều kiện sống, những cái lịch sử, những cái môi trường, ngay cả những cái khoáng chất và ngay cả cái bầu khí quyển tương tự như là ở Hoa Kỳ, ở trên trái đất. Và chúng ta thấy đó, ngày hôm nay đó, những cái chương trình mà chúng ta phát triển được là chúng ta dùng điện thoại, rồi chúng ta dùng camera, rồi chúng ta dùng cái GPS để mà đi tới đi lui, đều nằm ở trong không gian cả. Cho nên cái sự khám phá này á, nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái phát minh của con người. Khi mà chúng ta muốn lên trên hỏa tinh và chúng ta muốn sống được trên đó thì cái đầu óc chúng ta nó phải tiếp tục làm việc. Trước đây chúng ta đâu bao giờ nghĩ rằng mình có thể dùng cái điện thoại của mình chụp hình rồi lướt lên Facebook, lướt lên YouTube được. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện đó được. Thì ngày hôm nay đó, cái sự khám phá hỏa tinh đó thì nó sẽ kích thích, nó là cái động lực để kích thích chúng ta làm việc, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tìm cách nào để mà đạt được cái mục đích. Như trước đây chúng ta
nghĩ là không xài điện thoại được, nhưng mà có người nghĩ ra và chúng ta nghĩ đến những cái điều đó thì chúng ta mới hoạt động được. Cái vấn đề thứ hai nữa đó Hoàng Bách, là cái quan trọng mà hồi nãy tôi nhấn mạnh là Hoa Kỳ đáp ở một bên bờ của một cái dòng sông mà người ta tin rằng đó 3 tỷ năm đây đó, 3 tỷ năm về trước đó, nó đã có sức sống. Tức là có sông chảy đó. Đó, thành ra ở nơi đây á, khi mà đáp xuống như vậy đó, người ta sẽ có thể tìm được cái sự diệt chủng, những cuộc sống của những sinh vật mà đã có trước đây. Đó, thành ra anh có lên được hỏa tinh á, thì từ đó anh mới học hỏi thêm được cái cuộc sống ở trên đó như thế nào. Và anh có thể, như tôi nói, cái chương trình biến làm thế nào để mà tạo cái hỏa tinh trở thành như trái đất. Mà chúng ta không bước lên được, chúng ta không khám phá, thì chuyện đó là xong, sẽ không phải xảy ra. Và chúng ta nhớ rằng trái đất chúng ta với lại cái cấu trúc của hỏa tinh nó giống nhau. Cho nên những cái khoáng chất mà chúng ta có ở đây một ngày nào đó, nếu mà nó bị cạn kiệt, thì hỏa tinh sẽ là cái nguồn, cái nơi mà cung cấp. Cho nên tôi trở lại với Elon Musk. Elon Musk đó, là người mà coi như là tỷ phú mà tạo ra cái Tesla đó. Ông ta lập ra một cái công ty vì ông tin vào cái điều này. Tôi không thích Elon Musk, nhưng mà cái sự tin của ông ta để ông ta lập ra một company ấy, thì chúng ta thấy nó là một cái niềm hy vọng, một cái lợi ích của chúng ta. Và bây giờ đó, để mà khám phá ra cái hỏa tinh, bây giờ đó tôi muốn chia sẻ tiếp về cái đề tài này một chút xíu anh Hoàng Bách. Tức là bây giờ chúng ta nói cái cuộc chạy đua để mà lên hỏa tinh, lên mặt trăng, hay nói chung là lên trên cái không gian đó, hiện giờ nó là giữa xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều đó không chối cãi được. Chúng ta không thể phủ nhận được, dù Trung Quốc là gì đi nữa, hiện nay họ là đối thủ của Hoa Kỳ. Không những ở mặt trận kinh tế, chính trị, ảnh hưởng trên thế giới, mà mặt trận không gian nó tối quan trọng ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ phân tích thế tại sao ngày hôm nay Trung Cộng họ nhanh như thế. Thì chúng ta nhìn lại á, thì quý vị thấy cái chương trình mà lên không gian á, là bắt đầu từ thời khoảng năm 1950-60 mà Nga Xô là cái nước đầu tiên chủ trương cái vấn đề này. Thì lúc đó Mao Trạch Đông vẫn còn sống, Mao Trạch Đông rất là khao khát muốn thực hiện cái chương trình đó, nhưng mà lúc đó rất là nghèo. Cho Mỹ khi mà bắt đầu kinh tế phát triển thì họ mới thực hiện vào năm 2006 thôi quý vị, tức là cách đây chỉ có 15 năm thôi. Nhưng mà đến 2020 đó, thì họ đã lên được mặt trăng và cũng đã đem về được những gì mà họ khai thác ở trên mặt trăng. Cho nên chúng ta thấy 15 năm như vậy, chỉ có 14 năm họ đã thành công một cách vượt bậc. Trong khi đó, nhiều quốc gia còn chưa đáp cánh lên được mặt trăng. Phải không? Và tất cả những cái hoạt động của họ đều bí mật cả. Ngay cả cái chuyến đi vừa rồi cùng cái chiếc Zurong đó, người ta không biết khi nào thành công như thế nào. Chú ý đến khi thành công đó, thì Bắc Kinh mới bắt đầu tuyên bố, mới bắt đầu nói ra thôi. Chứ trước đó chúng ta không hề nghe ra đến. Thành ra những cái hoạt động của nó bí mật, hoàn toàn bí mật. Và nhất là cái ngân sách của họ đó, không biết là bao nhiêu, không bao giờ họ tiết lộ là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là phải là rất là nhiều tiền ở trong đó. Và đặc biệt nhất anh Hoàng Bách là họ có tới 4 địa điểm để mà phóng phi thuyền nha. Tôi không nói là phóng hỏa tiễn nha. Phóng hỏa tiễn thì Mỹ có nhiều lắm. Trong khi đó Mỹ chỉ có 3 địa điểm phóng phi thuyền, là 2 địa điểm ở Florida và 1 địa điểm ở California. Nhưng mà tàu có đến 4 địa điểm để mà phóng phi thuyền. Và đặc biệt nhất đó là cái hệ thống chính trị độc tài của Trung Cộng, nó là một cái lợi ích về cái mặt chiến tranh không gian. Bởi vì Tập Cận Bình độc tài, muốn xài bao nhiêu tiền thì xài, không cần phải hỏi ai hết, muốn làm gì cũng bí mật, không ai có quyền thay đổi cái ngân sách của cái vấn đề ông ta muốn làm. Và nên nhớ, tôi lặp lại, đây là ước mơ của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã chia sẻ cái nỗi khao khát này với những cái người vào cái thời đó. Và bây giờ đó thì chúng ta thấy Tập Cận Bình đang theo đuổi. Trong khi đó nước Mỹ thì như thế nào thưa anh Hoàng Bách? Năm 1962, 63, 61, 60
thì Nga, khi mà Nga bắt đầu lên cung trăng, bắt đầu lên hỏa tinh đó, thì ông John Kennedy thúc đẩy mạnh cái chương trình. Vào năm đó chương trình lên đến trên 55 tỷ đô la. Và từ đó cái chương trình không gian của Mỹ nó bắt đầu cải thiện rất là nhiều. Thì chúng ta thấy, tôi nãy giờ tôi không có share screen hả anh Hoàng Bách? Chưa có. Dạ, để tôi share cái screen này với quý vị, xin lỗi nha. Hình đây, của Mao Trạch Đông của tập Cận Bình đó. Đây, hình của Mao Trạch Đông và tập Cận Bình, để tôi share cái hình này. Okay. Đây. Anh nào Bách thấy chưa nào Bách? Rồi, thấy rõ. Đó, chúng ta thấy đó là Mao Trạch Đông, là cái ước mơ của Mao Trạch Đông là chế ngự cái không gian. Nhìn thấy Mỹ và Nga chạy đua rất là thèm khát. Mà ngày hôm nay giấc mộng của Mao Trạch Đông đã được thành công. Mặc dù chưa qua mặt Mỹ, nhưng bây giờ đứng hàng thứ hai, thay thế Nga và thay thế cả thế giới. Đó. Và như tôi đã chia sẻ những cái điều này, quý vị thấy ngân sách không hạn định, muốn xài bao nhiêu thì xài, có toàn quyền quyết định hết, không ai có quyền ngăn cản. Trong khi đó nước Mỹ chúng ta đó, thì năm 1965, khi mà 60, khi mà ông Kennedy bắt đầu thấy nhúc nhích của Nga, thì ông tăng cường cái ngân sách lên. Nhưng mà rồi sau đó, sau khi thành công Apollo rồi, thì quý vị thấy giảm xuống từ từ hết. Tổng thống nào lên cũng xấu, cũng không có tổng thống nào vượt qua được 30 tỷ. Trong khi đó thời của ông Kennedy với là ông Lyndon Johnson đó, thì lúc đó Mỹ chú tâm đến vấn đề trọng tâm về trong cái chương trình không gian. Và sau này anh Hoàng Bách biết, không phải NASA phải đối phó với không gian mà còn phải đối phó với lại cái biến đổi khí hậu. Cho nên những ngân sách này nó là một cái thiếu sót để mà phải bắt xa hơn, muốn mà chạy xa hơn tàu thì bắt buộc những ngân sách này làm thế nào phải tăng hơn nữa. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ tiếp với quý vị đó, là một điều đó mà nhiều người không biết đó, đó là ông Obama 2007 đó, khi mà tàu đã đặt chân lên được mặt trăng đó, thì ông Obama vội vã bắt đầu những cái chương trình bây giờ mình phải trở lại mặt trăng, mình phải phát triển những cái sứ mệnh về mặt trăng và hỏa tinh 2009. Và ông liền tức khắc 2010 đó, thì ông bỏ thêm 6 tỷ đô la để phát triển cái không gian. Không những như vậy đó, là bắt buộc NASA đó, xin lỗi, cho phép NASA đó là đầu tư vào các công nghệ không gian, trong đó cái X Space của Elon Musk, bởi vì Elon Musk có ý định là tạo ra những cái phi thuyền có thể đáp lên mặt trăng, thì bây giờ ủng hộ những cái chương trình đó. Mà có một điều đó anh Hoàng Bách, mà dù anh Hoàng Bách hay tôi không có thích Trump lắm, nhưng mà mình cũng phải công nhận rằng ông Trump khi mà ông lên làm tổng thống á, ông không có cắt những cái ngân sách mà ông Biden đã thực hiện, bởi vì ông biết á, nếu mà ông cắt những ngân sách này á, thì sẽ bị những cái sự phản đối rất là lớn mạnh. Cho nên vào tháng năm 2017, khi ông Trump ông lên, ông giữ nguyên cái ngân sách và các cái chương trình mà ông Obama đã làm đó. Nhưng mà không những như vậy đâu, tại sao mà tôi thích ông Obama, anh Hoàng Bách? Ông Obama mới thật sự là chống tàu nè, là như vậy đó. Thời ông Obama đó, là ông cấm NASA không được thuê những cái người Trung Quốc mà làm việc cho NASA, và ngay cả cấm những người Trung Quốc dù không phải là làm việc cũng đi thăm viếng cũng không được vào NASA, và không có tiếp đón du khách, không có dùng cái ngân sách của NASA để mà tiếp đón những cái phái đoàn du lịch của Trung Quốc. Không những như vậy đó, thì anh thấy đó, khi mà Trung Quốc đó học hỏi những cái kỹ thuật của Mỹ rồi đó,
về những cái vệ tinh, về thương mại đó, thì họ như tôi nói, như anh thấy cái chiếc 2003 của Mỹ với lại chiếc Zurong ngày hôm nay đó, họ 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 Copy. họ họ copy, họ ăn cắp. Và đó, khi mà họ ăn cắp như vậy đó thì họ thường dùng là lý do thương mại, lý do nhân đạo, nhưng mà thực sự khi họ đem về đó, họ biến chế thành những cái vũ khí lợi hại. Đó, thành ra đó thời ông Obama, ông cấm NASA tham gia tất cả các hoạt động chung về khoa học không gian với lại tàu năm 2011, thấy không? Cấm, không cho. Thành ra đó Trung Cộng rất là tức giận lên, và cho nên khi mà ông đáp xuống phi trường tàu đó, thì tàu nó không mở, máy bay chậm xuống đó, thì người Việt Nam mình, Tập Cẩm Bình không chịu mở máy, mà mở cửa máy bay chậm xuống, thì người Việt Nam mình cho ổng là hèn. Nhưng mà những cái hành động của ổng như vậy đó, thì Tập Cẩm Bình làm sao mà mở cửa máy bay chậm xuống được, cho nên rất là ghét Obama. À, thành ra đó lúc đó đó thì bây giờ Trung Cộng phải xoay qua kết thân với lại Nga, anh Hoàng Bạch đây. À, nhưng mà trước khi đưa vào cái đề tài đó đó, thì muốn nói một chút xíu về Tổng thống Biden ngày hôm nay. À, thì chúng ta thấy Tổng thống Biden ngày hôm nay á, thì tăng tiền lên, tăng ngân sách lên 24 tỷ đô la, tăng 6%. Đó, tức là bây giờ đó, anh thấy sau cái tin này, cái vụ vừa rồi đó, là cách đây tuần lễ đó, cái chiếc Zhurong của tàu lên đó, thì chúng ta sẽ thấy là ông Biden sẽ có rất là nhiều biện pháp, và ông đang khuyến khích những cái chương trình học về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán, là những gì ông Biden đã làm. Và ông ủng hộ một cái chương trình gọi Artemis. Chương trình Artemis này á, là một cái chương trình đưa người lên cung trăng du lịch, đưa gọi là sống, làm thế nào tạo sức sống. Cho nên á, ông ta đã liên lạc, cho nên cho cái NASA liên lạc với SpaceX của Elon Musk để mà thực hiện chung những cái kế hoạch đưa người lên cung trăng. Bởi vì anh lên cung trăng, anh sống ở đó, anh chiếu ở đó là cung trăng của anh. Anh không phải hiểu cái đó. Nó cũng như người Mỹ thắng họ tới đây rồi á, họ chiếm đây đâu rồi, nên nước Mỹ là của họ, họ đặt luôn. Thành ra anh phải lên trước, thành ra bây giờ là một cái sự thúc đẩy rất là mạnh, lên trước, cho người ở đó sống ở đó, đây tiểu bang đất này là của tôi, không ai được tới hết. Và hỏa tinh nó cũng như vậy, nhưng mà hỏa tinh nó quan trọng hơn nha Hoàng Bách, nhưng mà nó rất là khó, nhưng mà nó quan trọng hơn là bởi vì nơi đó nó có, như tôi nói, nó có những cái điều kiện dễ sinh sống hơn là ở mặt trăng. Thành ra đó ông Biden ông ủng hộ cái chương trình gọi là Artemis này á, thì tôi xin phép nói một chút xíu về cái chương trình này thôi, rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái đề tài của cái vấn đề của Nga và tàu. Thì chương trình này á là đưa người lên không gian, nó đứng ra nó thực hiện vào năm 2024, nhưng mà như anh biết cái COVID-19 đó, thành ra nó bị trì hoãn. Là chương trình này nó khởi sự là thương mại, lên cung trăng trả tiền, nó tạo ra một ngành du lịch. Những người có tiền có bạc đó, họ sẵn sàng bỏ 1 triệu đô để lên thăm viếng mặt trăng và đem đá về chẳng hạn, rồi tạo cái cuộc sống ở trên đó. Và bây giờ đó Hoa Kỳ đã hợp tác với Nhật Bản nè, châu Âu nè, Canada nè, Ý, Úc để thành lập cái chương trình này, đưa người lên cung trăng, nắm cái cung trăng trước trước khi mà tàu nó để với anh ấy nhớ tàu chưa gửi người được ra ngoài bách, chưa gửi người được, mà bây giờ mình không làm kịp nó gửi người lên đó, là lúc đó là anh thấy mệt không? Là lúc đó nó cung trăng của nó luôn, làm gì nó được. Thành ra đó là ông Biden đã hợp tác với SpaceX để mà bắt đầu phát triển và sản xuất những cái công dụng cụ để mà đưa người lên cung trăng. Bây giờ cái đề tài kế tiếp của tôi đó là Hoàng Bách, nó hơi dông dài một chút xíu, nhưng mà tôi rất là muốn nói về cái vấn đề Tàu và Nga đang hợp tác với nhau. 2017 là Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận về hợp tác khám phá không gian sâu, không gian sâu, deep space đó, có nghĩa là không những mặt trăng mà có nghĩa là hỏa tinh và những hành tinh khác. Họ sẽ coi như là hợp tác những cái chuyến bay chung với nhau, trao đổi những cái tài liệu về trái đất
về về hỏa tinh, về mặt trăng. Và họ mọi người sẽ tìm cách, hai bên sẽ tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn. Những gì trước đây đó mà Nga hợp tác với Mỹ đó, bây giờ bỏ đi theo tàu. Cái nhưng mà gần nhất đây nó còn quan trọng hơn đó, là mới đây thôi, hồi 10 tháng 3 đó, là họ làm như chương trình như là Artemis á, cũng muốn đưa người lên cung trăng, anh Hòa Bạch. Anh thấy không? Đó, họ làm y chang như ông Biden, ông Obama vậy đó. Là họ, có ông Trump nữa nha, cái này mình không có thể nói, bỏ ông Trump ra, ông Obama, ông Trump và ông Biden muốn thực hiện cái chương trình đưa người lên cung trăng, thì bây giờ đó, tàu của Nga nó bắt tay đưa người lên cung trăng, đinh lên mặt trăng đó, anh Hòa Bạch. Đây là một cái tin nóng. À, nó đuổi anh, chúng ta nhìn thấy, chúng ta không để ý, nhưng mà bên trong á, chạy đua trên không gian bây giờ đó, nó trở thành hai phe, mà phe của Mỹ đang níu kéo, Mỹ đang níu kéo Âu Châu và những nước đồng minh đi theo cái chương trình của họ, mà Nga và tàu đang bắt tay với nhau, và không xa đâu anh Hồng Bách, vào 10 tháng 3. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ, những cái nguy hiểm mà chúng ta sẽ phải đối diện ngày hôm nay. Xin mời anh Hồng Bách. Bây giờ thì qua sự trình bày của giáo sư đó, mình so sánh rồi, mình nói về lịch sử rồi, mình bây giờ mình có thể đi tới cái tóm tắt đó, cái viễn kiến thông, mình nhìn thử ai sẽ thắng ai trong cái cuộc chiến này. Bây giờ đó anh Hoàng Bách, rõ ràng Mỹ đang dẫn xa tàu. Cái thực tế mà nói như vậy, dù họ có lên được rồi, nhưng mà anh, như tôi đã trình bày cho quý vị thấy đó, cái dụng cụ của họ nó còn thô sơ. Đó, họ học hỏi được từ Nga, xin lỗi, từ Hoa Kỳ. À, thành ra như tôi nói, nó là 20 năm về trước, những gì tàu đang làm được ngày hôm nay, Mỹ đã làm 20 năm về trước. À, nhưng mà với cái hiện tại nha, chủ trương bây giờ phải đào tạo kỹ sư, những nhà toán học, những nhà khoa học gia, những cái technology. Thành ra nếu mà chúng ta đó có được những cái chương trình giáo dục như vậy thì sẽ đào tạo được nhân tài. Anh nên nhớ đi, Elon Musk, Bill Gates và ngay cả ông Jeff Bezos, họ chỉ có một cái đầu thôi. Họ biết cách sử dụng những nhân tài, nhất là như Bill Gates chẳng hạn. Thành ra những nhân tài đó đâu, được đào tạo từ những ngành giáo dục. Và Hoa Kỳ đang dẫn đầu những trường đại học như MIT, Stanford, Harvard đào tạo những nhân tài. Bây giờ chúng ta mà quên lãng cái vấn đề giáo dục, và chúng ta cũng không biết nhân tài. Anh bắt có nhiều người đó, nhiều khi họ học, họ không thích những cái môn khác, nhưng mà nhiều khi đi vào trong những cái môn họ thích, họ sẽ, nếu mà chúng ta cho tuổi trẻ ngày hôm nay, con nít ngày hôm nay cái cơ hội để mà giáo dục về những cái ngành mà cần thiết cho không gian đó. Anh Hồng Bách nhớ là chúng ta may mắn là sau đại nghị thế chiến, những cái nhân tài trên thế giới quy tụ về bên Mỹ nhiều, trong đó có Albert Einstein. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tiếp tục đào tạo những cái nhân tài đó, chứ chúng ta không phải đào tạo chỉ có những người thương mại, tức là chỉ kiếm tiền mà thôi, mà phải có những cái sáng kiến. Và những cái sáng kiến đó nó cần phải có những cái người học hỏi, có cái khả năng để thực hiện đó. Thành ra giáo dục là quan trọng. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu rõ cái cuộc chiến nó đang xảy ra. Đừng có nghĩ rằng là nó đang bình an, giống như ta thấy là khi mà Trung Cộng lên được thì NASA gọi điện thuyết lên chúc mừng. Nhưng mà những dữ liệu chúc mừng đó thật sự nó không có phải là có tâm tốt. Bởi vì cái cuộc chiến nó sẽ xảy ra. Quý vị biết á, là chiến tranh nó đã xảy ra trên đất này, trên biển này, trên không gian, nhưng mà bây giờ nó sẽ xảy ra ngoài cả không gian chúng ta sống. Đó là cuộc chiến tranh trong tương lai nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta phải có những sự lãnh đạo sáng suốt, thưa quý vị, cũng như là Kennedy khi mà nhìn thấy là cái tương lai đó, thời đó ông đã nhìn thấy rồi, nếu mà không đuổi kịp tụi Nga đó, thì ngày hôm nay chúng ta không có được đâu.
Được, thưa anh Hồng Bạch, đó là những cái ý kiến của tôi. Dạ vâng, thì thưa giáo sư, ở chỗ này là có liên quan tới giáo sư đó. Tức là Tổng thống Joe Biden, ông đề nghị cái gói mà xây dựng hạ tầng cơ sở 2.300 tỷ đó, nó bao gồm cả vấn đề đào tạo về giáo dục và cái vấn đề nâng cao. Cho nên hôm trước đó, thì giáo sư cũng nói cái vấn đề là cái sự di cư và sự di cư của những người trẻ đó, mà chúng ta thấy họ họ rất là thành công, thì cái sự di cư đó cũng là một cái cách mà để làm sao tìm những cái tinh hoa ở trong cái đám di cư. Ví dụ như một triệu người chỉ có cần 50 người là xuất sắc thôi, là tinh hoa thôi, là chúng ta nước Mỹ đã là có những cái ưu thế rồi. Cho nên cái cuộc chiến tranh ngày hôm nay đó, chúng ta không phải xem thường là cuộc chiến tranh quy ước, mà cũng cuộc chiến tranh bao gồm nhiều về nhiều lĩnh vực, trong cái lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực này điện tử, nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho nên cuộc chiến tranh đó, nếu chúng ta không có tầm nhìn cứ sống như ngày nay, cứ hiểu bình thường là chạy đua, thì chúng ta sẽ thua, chúng ta sẽ thất bại. Bằng cớ là chúng ta đâu có ngờ là một nước như Trung Quốc từ năm 2006 tới giờ mà bây giờ họ lên được quả tinh. Cái điều này rất là đặc biệt, mà họ lấy cái chữ quả tinh nó lên, họ chúc dung là rất là ông thần lửa để họ đưa lên đó. Thì mặc dù là chưa bằng Mỹ, nhưng mà nếu chúng ta chần chờ, chúng ta không có những cái sáng kiến, những cái mà để đầu tư đó, thì chúng ta sẽ vấp phải những cái thất bại. Thì bây giờ xin giáo sư có thể tóm tắt tất cả rồi những cái điều gì mà giáo sư muốn chia sẻ thêm về cái chương trình gọi là lên quả tinh giữa Mỹ và Trung Cộng, thưa giáo sư. Dạ, thì tôi muốn tóm tắt cái buổi nói chuyện với quý thính giả cũng như anh Hoàng Bách đó, là ở cái điểm đó, thứ nhất đó, là chúng ta phải xác nhận một cái điều mà chúng ta không thể chối cãi được. Ngày hôm nay Trung Quốc là đối thủ của Hoa Kỳ. Chúng ta không thể có cái tư tưởng rằng họ nghèo, họ này nọ, là đối thủ rất là quan trọng. Chúng ta nhìn lại trên không gian bây giờ đó, đó là technology đó, đó là kỹ thuật đó. Kỹ thuật của họ, dù là quý vị cho rằng họ ăn cắp mà họ mượn gì đi được, nhưng mà họ đã đạt được cái mục đích và họ sẽ tiếp tục. Cho nên đó, trong cái bước đường này họ đang chạy nước rút, thì chúng ta phải nhìn lại cái điều này và chúng ta phải để ý đến cái phương cách mà đối phó với Trung Quốc, không những bây giờ trên không gian, làm thế nào để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng ở trên biển Đông, làm thế nào mà ngăn chặn cái sự phát triển kinh tế của Trung Cộng qua những cái sự bóc lột cái sức lao động của người dân, vi phạm nhân quyền và làm ăn không có gọi là thành thật với nhau. Chúng ta phải nhìn ra cái sự kiện, chứ chúng ta không thể chạy theo một người nào đó, một cá nhân nào đó, mà chúng ta phải chịu khó bỏ ra nghiên cứu và tìm hiểu những cái trung thực, những gì cần phải làm để mà đến nước Mỹ hay là ngay bên Âu Châu, chúng ta sẽ không bị một ngày đó cái thể chế độc tài của Trung Quốc nó khống trị. Bởi vậy cho nên tôi muốn lên với chương trình Hoàng Bách, dù cái việc làm nó rất là nhỏ nhặt, nhưng tôi muốn đóng góp những sự thật, những gì nó xảy ra, không có mục đích gì khác ngoại trừ để cho chúng ta nhìn ra được những gì chúng ta cần phải làm để đối đầu với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Việt Nam ngày hôm nay đó, thưa anh Hoàng Bách. Và tôi không biết nói gì hơn là hy vọng rằng quý vị có con nít, cháu, con cháu nhà cho xem hay là kể cho những cái chương trình mà tôi muốn nói về những cái sự chạy đua của giữa tàu, giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng. Qua sự trình bày của giáo sư đó, thì chúng tôi cũng trích lại cái câu nói của ông Anthony Blinken. Ông nói như thế này, ông nói là mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng đó sẽ mang tính cách là cạnh tranh khi cần thiết, và sẽ hợp tác khi có thể, và sẽ đấu đầu khi bắt buộc. Cái điều đó nó cho thấy là nó phải vừa cứng rắn, vừa cương, vừa nhu, chứ không phải đơn giản. Và qua sự trình bày của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, quý vị thấy là giáo sư quan tâm tới vấn đề làm sao xây dựng cái nước Mỹ, xây dựng những cái trí thế, những cái tinh hoa của nước Mỹ, những cái trí tuệ của nước Mỹ, để mà có thể chạy đua trong cuộc chiến sắp tới. Cuộc chiến chúng ta không nghĩ đơn giản là cạnh tranh giữa hai nước như quý vị nói là đơn giản vậy đâu. Nó cuộc chiến nó bao la hơn nhiều, nó lớn hơn nhiều. Mà bằng cớ là khi mà Tổng thống Nam Hàn ở đây đó, thì chúng ta thấy là Tổng thống Joe Biden cũng đã hợp tác để mà làm sao cái nền công nghệ của Nam Hàn, của Nhật Bản nó phát triển, nó đi đâu với các nước ở Âu Châu, và cái đặc biệt là những cái chất bán dẫn
mà bây giờ trung cảm nó sẽ là cái nơi sản xuất, thì bây giờ phải đầu tư. Chúng ta muốn làm gì cái phải đầu tư, phải nghĩ tới đường dài, chứ không phải là mình nói bằng chống trung cảm rồi cho nó đã, cho nó sướng, nhưng mà nó không có cái phương pháp, nó phải có hiệu nghiệm để mà có thể đạt được cái mục tiêu. Vì cái chương trình ngày hôm nay nó hơi dài, cho nên giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và chúng tôi đó không cảm ơn, cũng như không liệt kê một số các quý vị đã comment ở trên diễn đàn. Chúng tôi hy vọng là kỳ tới giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc và chúng tôi sẽ lượt duyệt một số, mỗi kỳ như vậy chúng tôi cố gắng để mà lượt duyệt một số các vị khán thính giả đã yêu thương. Đặc biệt chúng ta phải trân quý là những người rất là yêu thương đài, và mong mỏi là giáo sư Nguyễn Đình Quốc, Minh Quốc và các vị khách mời sẽ đóng góp những cái chương trình mà giúp cho nâng cao dân trí của chúng ta cùng nhau học và chia sẻ. Anh Hồng Bách cho tôi 2 phút để trả lời một khán thính giả nha anh Hoàng Bách. Dạ vâng. Dạ. Tôi muốn trả lời anh Hoàng Bách thì hôm nay không có trả lời, nhưng mà tôi thì có. Thưa quý vị, chị Katie Trần, sau khi mà nghe tôi chia sẻ về cái vấn đề mà cái tổ chức gọi là bảo vệ hay là điều tra lý lịch của những người mua súng và bán súng tìm hiểu đó, thì họ bị cái nhóm NRA đó ngăn chặn, thì chị mới đưa lên một câu tại sao không computerize, tức là đưa những cái này vô trong computer giữ thì dễ kiểm soát hơn. Thì cái vấn đề như vậy là chị Katie Trần, như tôi có trình bày đó, là cái tổ chức này họ bị cố tình bị ngăn chặn. Cái việc làm của họ phần phải có một ngân sách, bởi vì họ có nhiều cái bộ phận khác nhau, bộ phận về thuốc lậu, rượu lậu và bộ phận về súng nổ. Nhưng mà họ và cái bộ phận về kiểm soát súng ống, nhưng cái bộ phận của họ đó, nguyên cả cái cơ quan này 20 năm trời, họ không có được một người đứng đầu, một người lãnh đạo, huống chi là những chuyện khác. Họ không có cái ngân sách để làm những cái chuyện đó. Thành ra đó là vấn đề, mong chị hiểu là nó tạo ra một cái mà tôi nói đây cũng phải là một cái container mà nó khoảng 30 cái như vậy. Bây giờ cần phải có một số tiền, cần phải có một cái bộ riêng trong cái nhóm đó để mà thực hiện cái điều này. Thưa anh, thưa chị, và cảm ơn chị đã đóng góp với cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin mời lại anh Hoàng Bách. Dạ vâng, bây giờ xin nhờ giáo sư stop share. Thì trước khi chia tay với quý khán giả thì chúng tôi cũng một lần nữa là cảm ơn quý khán giả đã đóng góp, chia sẻ và đốc thúc đôn đốc của chúng tôi tinh thần để mà thực hiện những cái chương trình. Thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để lắng nghe những chương trình của Hoàng Bách Channel. Chúng tôi hy vọng trong tương lai thì cái chương trình mỗi ngày một cải thiện tốt hơn, và cũng nhờ quý vị subscribe cũng như là chuyển tải những thông tin này đến cho bạn bè và thân hữu. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới, và xin kính chúc quý vị cũng như là giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc một cuối tuần còn lại của ngày Chủ nhật thật bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào. Mời anh Quốc. Xin cảm ơn anh Bách và xin kính chúc quý khán thính giả một ngày hay một đêm hạnh phúc, và xin hẹn vào chương trình kỳ tới.